Hello, xin chào mọi người nha. Đây là mình cho mọi người xem cái thành quả của đi quăng chài nhé. Đây là chài chài nhặt nhé, chài sợi dù lỗ tầm 4 đến 5 ly. Quăng bắt cá bống, túi này sâu có khoảng 8-9 phân gì đấy. Khoảng 7 phân. Đấy. Và đây là thành quả nha mọi người. Lúc nãy mình cân thử cái cá giò nữa là được tầm 2 cân 3. Thì bây giờ tôi vì giò mới nay đi khai trương giò nên là cũng không biết là cái giò này mấy lạng. Đây. Ui trời. Mấy con á, bố thử đếm. Đếm làm sao được con, nhiều như này đếm sao được. Đến mai rồi. 2 cân cá nha mọi người, cái giỏ này đựng là 2 cân cá này. Cái giỏ này mới mình đặt cái hàng giỏ này để đem về bán cho mọi người đấy. Anh em đi chơi. Đấy, xoa. Chị yêu anh nhà yêu tắm rồi, nhưng nó rửa tay rồi. Trời ơi, đã để cái con đi lấy cái rổ đi. Con đi lấy cái rổ đi. Lấy cái rổ xanh không? Trời ơi, 2 cân cá. Thoải mái. Gọi xong rồi sang xem lan. Ừ. Ý bố gọi lại xong. Đấy, sướng không mọi người? Thì tôi chắc cái nước đi nhá, chắc nước đục đi nhá, chắc cái nước đục đi để cho mọi người xem nhá. Đây nhá mọi người, các loại tôm tép cá chuối này, cá quả này, cá lóc này, cá nọc này, cá bống này. Tép tôm này. Đấy, sau khi vừa rửa xong thì bỏ vào cái rổ này nó đầy luôn này. Đấy, đã đời chưa? Cả cá mương này mọi người này. Đời chưa? Hôm nay nếu một cái giỏ này mà nó to hơn nữa là tôi còn quăng một lúc nữa còn nhiều hơn, mà vì nó đầy chặt ních phải mở lên để nó nhét vào sướng thật. Này thì quay cho mọi người xem, đây là chài nhá, chài tôi là chài 2,5 m. À, 2,6 m chiều cao ấy. Như nặng 4,4 cân rồi sao ấy. Đi một chài hay bán chài nên chả để ý mấy cân này, tôm này. Lúc nãy còn bắt được tôm nữa đấy, tôm với cá bống. Hôm nào quay clip đi trải nghiệm bắt cá buổi tối cho mọi người xem, bắt bằng tay không luôn. Đấy, được chưa? Cái ống nước mà con tôm đang còn sống này. Nhìn này bố ơi, bong bóng này. Bố nhìn này. Ừ. Sao thì cái gì đấy con? Tôm to này. Đấy. Quăng chài nhặt thôi nhá mọi người nhá. Còn cái chỗ sát mép nước, sát bờ nước luôn.
không không phải quăng ra sâu đâu, cái loại này tối chập tối là nó vào sát bờ, thậm chí còn bắt được bằng tay không. Đấy, quay cho mọi người xem như thế nhá. Tôi lại vớt nó vào trong rổ đây. Chúc mọi người xem clip vui vẻ nhá. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người các clip sau nhá. Hôm sau đi tôi cầm nhờ người quay camera cho mọi người đi trải nghiệm quăng chài với tôi nhá. Xin chào mọi người.